Đến thời điểm này thì vẫn còn nhiều nghi ngại xung quanh tính khả thi của gói hỗ trợ 10.000 tỷ đồng cho ngư dân vay ưu đãi để đóng tàu cá vỏ sắt. Tuy nhiên có thể khẳng định nếu có tàu cá vỏ sắt, ngư dân có thể vững vàng hơn để ra khơi bám biển. Ông Lê Viết Chữ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi khẳng định với sự hỗ trợ của chính phủ, ngư dân Lý Sơn sẽ đóng mới khoảng 200 chiếc tàu vỏ sắt trong năm nay. Các tàu vỏ sắt mới có công suất khoảng 1.000 CV. Trước mắt, Quảng Ngãi sẽ thí điểm tại huyện đảo Lý Sơn với vài chục chiếc. Ngoài ra, từ nguồn vốn của Quỹ hỗ trợ ngư dân, tỉnh Quảng Ngãi đang xúc tiến đóng mới thêm 2 tàu vỏ sắt. Dự kiến số kinh phí cho việc đóng mới khoảng 14 tỷ đồng 2 chiếc. Ngoài khả năng vượt trội so với tàu gỗ truyền thống, tàu vỏ sắt được lắp đặt các thiết bị hàng hải như hệ thống radar, máy định vị GPS, máy dò cá tầm quét 3.000 m và nhiều thiết bị hiện đại khác sẽ hỗ trợ ngư dân rất hiệu quả. Đặc biệt, khi ngư dân đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa bị tai nạn, hư hỏng do thiên tai, tàu Trung Quốc tấn công hoặc lỗi kỹ thuật, thì Quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh sẽ cùng chung tay xử lý, chịu trách nhiệm với mức hỗ trợ từ 30%, 50% hay 70% tổng giá trị tàu bị thiệt hại.